trao đổi các đồng coin nha các bạn, hoặc giao dịch, để giao dịch các đồng coin trên sàn. Một cái sàn này là độ uy tín nó là anh em khỏi bàn nha tất cả các bạn. Nó cho nhiều giao dịch nè, những đồng coin khác nhiều đồng coin lắm. Rồi, đầu tiên anh em biết cho phần điểm tả mình bấm vào nút register. Rồi, đầu tiên anh em bấm vào đăng ký vào email và password. Rồi cái phơi đi này thì tất cả anh em đi thin, rồi anh em bấm vào nút chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi, anh em bấm vào quét link rồi vào mail và đăng nhập nha các bạn. Vì mình đã có tài khoản rồi nên mình bấm login luôn. Nhập vào điều khoản tôi trên 18 tuổi rồi vào mail confirm nha các bạn. Rồi mình có tài khoản rồi mình login luôn các bạn. Mình hướng dẫn tất cả các bạn KYC luôn các bạn. Để mình login các bạn ơi. Tất cả các bạn nữa đăng ký cũng vậy nha các bạn. Các bạn lướt vượt qua captcha như cũng giống mình nha các bạn. Lướt này qua cho bằng nè. Đăng ký sàn này rất là dễ luôn. Rồi các bạn chờ lót chút nha các bạn. Rồi sau khi nó ra một cái giao diện chính nó là gì nữa các bạn. Đâu rồi. Nếu mà không tải app thì tải, còn tải app các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba chữ gạch nè. Các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC luôn đi. Để đặng min group nó có thể tối thiểu các bạn và bảo mật cho mình. Còn các bạn nào không KYC thì cũng rút được nó, nhưng mà min group có giới hạn nha các bạn. Rút 2 BTC đâu lợi nếu mà KYC không KYC. Tại mẹ mãn yếu nhảy tàu không mà trời. Bạn thông cảm nha bạn, mạng yếu mình nó văng ra. Ác ôn thiệt tình. Giờ quan trọng. Đừng có văng ra nữa để tôi sẽ hướng dẫn các bạn gai xe cái trời ơi. Các bạn sau khi các bạn login vào, các bạn bấm vào cái mục trang cá nhân chữ anh nào các bạn, tên của mình các bạn. Nó hiện lên cái gì các bạn bấm vào nút ID ở xanh này các bạn. Rồi ở dưới đây là interface fan, là cái liên ghép của mình để chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn KYC các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục này nè các bạn, ID verify nè. Để mình KYC các bạn. Rồi phao hàng các bạn ơi. Đầu nè các bạn, kế mục VIP 0 là VIP 1 nè các bạn. Đã mình KYC nâng lên level rồi các bạn. Các bạn bấm vào đó. Hàng chờ lót chút các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn KYC nha các bạn. Nãy mình lộn. Lâu quá lâu mình mới chơi được cái sàn này. Mình cũng không định hướng dẫn các bạn, tại vì có nhiều kênh YouTube hướng dẫn các bạn KYC rồi, đăng ký KYC rồi, nên mình không có làm. Bạn chờ lót chút nữa mà. Các bạn bấm vào một ID Verisign nè các bạn, mục này nè các bạn, mục này nè nha, mục này là ID Verisign nè, là mình KYC nha các bạn. Rồi nó kêu bảo mật Google 2A, các bạn cài bảo mật 2A giống nha các bạn. Còn bạn nào không cài thôi. Đâu ta, nhảy máy này nhảy tàu lao không ta. Mẹ nó nhảy không trúng. Rồi mình lót lại các bạn, nhảy tầm bậy vậy.
Các bạn bấm vào hình đồ người của mình nè, để cây sen các bạn. Mẹ nó nhảy tào lao tức thiệt. Rồi cây sen các bạn chọn, đầu tiên các bạn ghi tên fit name, họ và tên, ví dụ như mình tên Quỳnh Văn Ánh, các bạn ghi họ Quỳnh Văn, tên chữ last name các bạn ghi ảnh. Rồi cái này là địa chỉ nhà các bạn, số nhà các bạn ghi số nhà hoặc là địa chỉ khoảng sống đậu vô mình up tên lợi sinh viên chung. Rồi mã zip code ở đây, mã zip code đây các bạn ghi vào link Google các bạn. Gõ vào nào. Rồi chỗ này các bạn bấm vào chọn quốc gia Việt Nam các bạn. Rồi sau khi vô mua các bạn bấm pending verification, rồi các bạn tải lên một giấy chứng minh nhân dân mặt trước và giấy chứng minh mặt sau và một cái bức ảnh theo như nó hướng dẫn các bạn. Vì mình đây mình chưa ghi thông tin nên mình bấm nó không được. Nha các bạn. Vậy video mình kết thúc nha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Bà nội cái máy không có hồi hoài. Con mẹ. Máy mình khó quá sao hướng dẫn các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.